Là bây giờ có sự thật là màn cuối. Cho nên bây giờ lâu rồi, cũng hồi gặp ổng thì 84 tuổi, mà năm nay 20 mấy năm rồi. Mà gặp rồi là ổng lại đây là cũng như lần trước 21 hôm 2 ngày đó, rồi lần sau cũng như 15 16 ngày đó, rồi lần sau 3 ngày là ổng đi, tới giờ không thấy tin tức, không nghe gì hết, tới giờ luôn đó, biệt luôn. Nhưng mà Út vẫn kỷ niệm cất cái cuốn này. Rồi ổng viết bài, ổng kêu á là Út ngồi Út viết, thành ra Út kêu ổng á là bằng thầy, ổng không cho, ổng nói á con kêu bằng cậu đi chứ đừng có kêu bằng thầy nha, ổng không cho kêu bằng thầy. Nhưng mà ngồi viết bài vậy đó, ổng kêu viết chánh tả rồi ngồi viết ra gì đây nè, đặng cho mình học đó. À vậy đó Đó. hả Út. Dạ con cảm ơn Út. Thì Rồi. Út nhìn thấy cái hình của ngài đó thì giống như cái hình nào ở trong nhà Út, Út có Cũng thể như chỉ. hồi đó là thấy cũng như tráng kiện mà bảnh lắm, bảnh người lắm, mà như là cái hình mà mỗi lần mà Út thấy cũng có cái chân dung mà không có để thờ đó, cái hình đó giống dữ đó, Hình của ai cô? của Đức Thầy này nè, cái hình đó giống nhiều. À là Còn cô cũng thấy. như là tự tựa, cũng như cái hình này nè, cũng như cái hình mà thấy ổng là cũng như cái hình đứng này nè. Dạ. Nhưng mà hồi đó là ổng nói chuyện đồ bảnh lắm, vui vẻ mà ổng lịch sự lắm. Thi đầy cảm xúc, thương thế trần sanh chúng bụi tàn quên, phúc duyên nai chẳng trân trọng bảo tồn, thầy mất biệt chớ mong ngài hội hiệp. Thầy mất biệt chứ, Nam mô cao đa, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nè. Thầy nói là cái câu chót nè, thầy mất biệt chớ ma mong ngài hội hiệp. Sao vậy ta, ổng chối trước nữa Yeah, bây giờ đọc mấy mấy dòng đó. ra hả? Đọc rồi mới ra sao, mà ổng nói là phúc duyên này này chẳng trân trọng bảo tồn, thầy mất biệt chớ mong ngài hội hiệp. Sao mà ổng chối vậy, họ mất biệt gì? Từ giả trước nha. Mà bởi vì mình đâu có biết đâu. Giống như cô nhớ là cái câu mà từ nay cách biệt xa ngàn đó, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, Ơi giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa đó. Dạ vâng, Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú đã trở về U Minh Cà Mau vị, thì để ghé nhà thăm cô Út vị. Và thì kính thưa vị, chương trình thì Châu Phú cùng với Quynh Tấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái đã trở về đây phát 600 phần quà cho bà con tại đây cùng với những cái nguồn nước sạch. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với chương trình một cái câu chuyện cô Út cùng với gia đình đã nói là Đức Thầy đã ghé nhà mình. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nhé. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con chào cô Út nha. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thì thưa cô Út, hôm nay là con trở về đây đó, thì được thông tin của anh Sáu đã chia sẻ ngày xưa đó, lúc cô Út còn nghèo khó đó. Và ở cái ngôi nhà lá mộc mạc nhỏ như thế này đó, thì có một ông cụ 84 tuổi ghé để mà xin nước. Và sau khi xin nước và hướng dẫn về đạo pháp thì cô Út mới biết đó là Đức Thầy. Đó thì con có thể nhờ cô Út chia sẻ cái câu chuyện như thế nào để gửi đến quý cô chú anh chị ha cô Út. Thì như hồi trước thì thấy đi lại tới đây thì hỏi xin nước uống. Thì như ông xã ông còn sống thì ông mời vô, Dạ. rồi vô rồi mời nước nôi đồ uống, rồi ngồi ngó. Thì thấy cảnh là nói ở đây u minh rừng rậm, sau này là coi như là không có ai mà truyền pháp đạo đức gì hết, thì gắng cũng như có cái tâm thì gắng lo tu. Mà sao ổng mới lợi mà ổng biết Út có cái tâm rồi, ổng già ổng dặn vậy đó, gán lo tu sau này đặng về dự hội Long Hoa, mà mình hồi đó cũng chưa biết hội Long Hoa là gì nữa. Rồi cái ổng mới về, ổng mới vô ổng làm cái cuốn sổ rồi ổng ghi cho mình là ổng vẽ là thanh liêm mộc nở dưới chốn vô cung, hạ thế trần gian lắm nọng nùng tu học đáo hồi ngôi vị cũ. Mà mình xin không biết là ngôi vị cũ mình đâu nữa. Rồi sao ổng cắt nghĩa ngôi vị cũ con hồi xưa á, con ở cung đình con xuống dưới trần thế này á, con khổ đau thì bây giờ con gắng tu đặng con dồi trao đi, đặng con về cung đình ngôi xưa vị cũ. Thì mình nghe vậy rồi mình cũng suy nghĩ mà ông này sao ổng nói gì mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà Út thì trước đây Út cũng dòng là Cao Đài, đạo Cao Đài, cha cũng Cao Đài, ông nội cũng Cao Đài, sau này cũng đồng nhi của Cao Đài.
Nhưng mà gặp là ông cụ ông nói vậy nhưng mà mình cũng không hiểu, không biết là đức thầy. Sau này ngồi ngẫm nghĩ là cái đó, cái cuốn nó ra mình mới biết là đây là chắc đức thầy dặn dò mình tu hành thì chắc có lẽ là đúng rồi. Đó, thì giờ các kỷ niệm là cũng như năm nay hồi gặp ổng là ổng nói ổng 84 tuổi mà bây giờ tới giờ là cũng như 20 mấy năm rồi. Là cũng như ổng đâu trong ngoài tuổi gì rồi, không biết ổng còn sống không. Ổng trở về đây 2-3 lần là ổng tới giờ biệt tích luôn đó. Rồi là coi như là giờ mình cũng suy gẫm, mình xách nó ra mình cũng ngẫm nghĩ hoài. Nhưng mà đâu có dịp mà để nói cho ai biết đâu. Ổng hồi đó ổng dặn là ổng mình kêu ổng bằng thầy, thấy ổng dạy mình vậy kêu bằng thầy ổng cho. Ổng nó kêu bằng ông cậu đi, không có thầy. Rồi kêu bằng cậu. Rồi ổng đi về đây tới lui 3 lần vậy, rồi lần thứ 3 ổng đi tới giờ luôn không thấy tin tức gì hết. Không dạ, thấy gì hết. Luôn, không có rồi mất tích luôn tới giờ luôn. Dạ thì thưa cô, ông cụ đó đó già lắm không cô? Ổng đẹp người lắm, ổng già mà ổng nói ổng tám mấy tuổi không có tin. Dạ. Ổng nói ổng tám mấy tuổi gì dòm nhìn ổng hoài quỷ, ổng đẹp lắm, dòm thấy ổng tráng kiện ổng đẹp lắm. Ổng nói chuyện là minh mẫn vậy lắm. À, mình không tin nữa, mình nói mà tám mấy tuổi người ta già lụm cụm sao ông này ổng gì mà ổng nói tám mấy, ổng không biết, ổng có nói dối mình không biết, nói yeah. trong lòng chứ không dám nói ra. Dạ. Yeah. Chứ dòm thấy ổng tráng kiện lắm mà ổng nói chuyện là minh mẫn lắm. Ổng nói gắn con ơi gắn tu đi, ở sau này ở đây là cũng như đất gừng U Minh này, sau này là như Cà Mau này là đất Phật, đất Thánh. Mà mình suy nghĩ đất Phật là gì mình cũng không hiểu nữa. Hồi đó không hiểu. Dạ. Cô nhìn thấy là hình dáng của ông đó là giống như ai không? Giống hình như hình thấy là cũng như ổng đẹp người mà nhìn cũng như cái chân dung mà hình đứng vậy đó của đức thầy giờ vậy đó. Là cô dạ, nhìn thấy vậy đó ha. Nhìn thấy vậy đó, bởi vì mình đó là hồi đó là ổng như không biết ổng tá làm sao hay là diễn biết mình thấy vậy đó y như vậy đó. Nhưng mà ngày xưa là cô đâu có biết về đức thầy hết. Không, không biết. Bởi vì tu bên đạo Cao Đài này đâu biết đức thầy gì đâu. Rồi ổng mới đưa cuốn sấm giảng, ổng kêu con gắn coi đi, rồi mà mình lo bên đây bị bên dính líu bên Đồng Nhi rồi đâu có coi. Thì coi sơ qua vậy thôi rồi đâu có thuộc. Người ta thì bên đạo thì người ta cố gắng người ta thuộc, còn mình bên Cao Đài đâu có thuộc bên đó. Vậy đó. Thành ra thuộc bên kinh Cao Đài không à. Dạ. Rồi cũng cất để kỷ niệm đó tới giờ đó. Là cô còn cất giữ tới giờ luôn ha. Cất tới bây giờ đó là cũng như để kỷ niệm đó. Vậy con nghe nói là trong đó là có bút tích của ngài luôn hả cô? Đó thì có đó, ổng để ổng ký là chữ là thầy đó, ổng cái gì chỗ nào ổng cũng ký vậy đó, mà mình bây giờ lật ra mình thấy gì chỗ nào ổng có ký tên thầy mà mình không hiểu. Ký thầy, ký tên thầy luôn. Ký tên vậy đó. Thôi mà không cho cô kêu bằng thầy. Không, không cho kêu bằng thầy. Vậy kêu bằng bây giờ mình thấy ổng dạy mình học rồi ổng kêu mình chép bài, ổng cũng như ổng kêu chính tả cho mình viết vậy đó. Dạ. Rồi mình kêu ổng bằng thầy, ổng đừng kêu bằng thầy. Chép bài ha. Chép bài là đó. Đạo pháp hay gì cơ? Thì ổng chép bài để cho mình học đó. Dạ. Rồi là tựa gì dòng nghiệp chảy, rồi là đạo đức, rồi đủ thứ hết trơn á, trong đó là coi như là nhiều bài lắm. À vậy ha. Vậy thì thưa cô, ngày kêu cô để mà học bài để mà được dự hội Long Hoa đó thì cô tâm đắc nhất là cái bài nào mà hiện giờ cô vẫn còn nhớ và giữ bên mình cơ? Cũng như hồi đó thì ổng cho bài nhưng mà mình là lo đi bên này không quan tâm, mà ổng có nói là cái bài cầu nguyện mà hội Long Hoa. Yeah. Mà mình cũng không biết là hội Long Hoa là gì nữa, hồi đó thì mình cũng không nghĩ. Rồi ổng kêu là con gắng học cái bài mà hội Long Hoa này con cầu nguyện, sau này con cầu nguyện. Yeah. Thì hiện giờ này cũng như là mình là cũng như là thuộc để mà bữa hàng đêm là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, tất cả là các nước là coi như bình yên hết. Rồi cái bài cầu nguyện đó, nay đệ tử tâm thành khẩn giái trước điện tiền lễ bái trời cha, tới thời đại hội Long Hoa mấy linh vận chuyển gần xa tỏ tường, vạn dân chịu tây ương chi xiết mà bốn phương trời chẳng biết chánh đâu. Quẩn quanh trong cuộc bể dâu, kẻ vui người khóc, kẻ sầu người than, bởi vì cuộc trần gian thay đổi. Để cho người tội lỗi trả dây, than ôi kiếp khổ đã đài, chúng con gắng cầu nguyện mà gặp ngài thương yêu. Kêu mình gắng cầu nguyện gặp ngài thương yêu. Cầu các đấng Tây Tiêu hướng đến, mà cầu cho người yêu mến thương nhau, cầu cho hết kiếp binh đao, cầu cho bá tánh kiếp mau tu hành, nguyện cho người làm lành lánh dữ, nguyện cho người cư xử nhân luân, nguyện cho sanh chúng hiệp quần, nguyện cho biết đạo xin đừng ghét nhau.
cầu đặng phước trời cao tế độ, cầu Phật tiên phò hộ ghi gia, cầu cho vạn quốc hiệp hòa, cầu cho dứt tiệt can qua chiến trường, cầu thần thánh xót thương trần thế, cầu Phật tiên phổ tế nhân loại, cầu theo chữ không đức điển rồi đó. Yeah, nhiêu cũng đủ hiểu rồi là ha. Cũng như cho gà ổng nói là con gán con học cái bài này cho thuộc, đặng xá sau này đó là tới cái màn cuối là con gán cầu nguyện. Thì mình suy nghĩ nghe ổng nói, nghe nói là thượng nguyên người, trung nguyên người, hạ nguyên, thì cái màn này màn hạ nguyên rồi. Yeah. Thì chắc mình có lẽ là mình cầu nguyện thì thành ra bây giờ cũng noi theo là ổng dặn dò vậy, mà giờ ổng mất tích luôn à, mình không biết ổng đâu. Nhưng mà cái lời ổng dặn dò thì mình nghe cũng chí lý. Thành ra bây giờ miếng chiều công phu là mình lấy cái bài đó ra mình cầu nguyện. Là ngày nào cô cũng cầu nguyện cho? Ngày nào cũng cầu nguyện cho chúng sanh rồi cho các nước. Trong đó là có để các nước luôn mà. À vậy hả cô? Vậy thì cô thường hay cầu nguyện mà giờ này là do cái ghe chạy ngang cô gớt điển à. Dạ. Chứ bình thường là cô thuộc hết trơn, thuộc hết trơn luôn, đang cầu nguyện mà vậy nha. Dài lắm à, cũng rất là đặc biệt ha. Vậy là bài đó là ông cụ đó đã viết lại cho cô ha. Dạ, kêu ra sau này đặng là mình cầu nguyện cái hồi là sau này cái màn cuối đó. Dạ rồi. Khi mà ngày xưa cô chưa biết bên đức thầy đó thì sau này á là cô biết bên đức thầy, cô nhìn thấy hình thầy mà là cái hình nào mà giống nhất cô? Thì cái hình cái chân dung mà đứng nó như là dòm thấy là vậy đó, mà bảnh người lắm trong cái hình đó vậy, chứ tựa tựa chứ không có lịch sự bằng nữa. Rồi đó ông trắng kẻo đẹp người lắm. À là giống cái hình chân dung ha. Giống tựa vậy thôi chứ nó cũng như là ổng đẹp người lắm, mà mình thấy tựa tựa như cái hình đứng đó. Là mà điều cái ổng chán kiện, nói chuyện thông minh lắm mà ổng đẹp người lắm. Tóc của ngài như thế nào cô? Tóc hồi đó là tóc cũng như kiểu ổng hớt mà hớt lên ấy nè, mà đẹp lắm. Giờ thấy tướng ổng bảnh người lắm. À vậy ha. À, thì kính thưa quý cô chú anh chị, cách đây á là khoảng trên 20 năm. Thì ông cụ là lúc trước là 84 tuổi, cho nên là Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đến nhà cô để mà ghé thăm cái nơi cô tu tập. Thì tới bây giờ thì cô cũng tu tại gia luôn hả cô? Tại gia, rồi rảnh thì đi chùa, rồi rảnh đi hành đạo, đi chỗ này chỗ kia. Giờ bị hai cái chân nó hơi yếu rồi giờ không có đi được. Dạ. Như bây giờ đỡ lắm rồi, mỗi lần nó kè không đó. Cái đợt mà điện với con đó kè không. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, vì cô có thể dẫn con về nhà để mà xem cái quyển sách của vị vô nhà của ngài để mà viết lại cho cô đó ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà của cô là mới sửa lại hả cô? Mới sửa đó, nhà chùa sửa cho đó. À chùa sửa cho cô ha. Thì thưa cô Út, hôm nay con được đến nhà cô Út đó, thì cô Út có thể chia sẻ con cái quyển của cụ ông, của cụ ông ha, 84 tuổi đó. Mà cô Út nói đó là đức thầy đó, thì cô Út cho con xem cái tuần chữ của ngài viết lại đệ được không cô? Được, giờ cũng như giờ Út thỉnh ra để nói cho con hiểu. Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức thầy cũng độ cho con minh mẫn sáng suốt, và cũng như có Châu Phú lại đây sách ra để nói cho con cháu nó hiểu, và cũng như chuyện vậy hết cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú cùng với anh Tấn Dũng nhập cầu nhân ái đến đây thăm cô Út quý vị. Thì thầy đã để lại cho cô là tổng cộng là 2 cuốn hả cô? 2 cuốn. Dạ. Đây. 2 cuốn. Cũng như hồi trước thì cũng như thấy ông cụ ổng lại đây ổng xin nước uống, mà sau này ổng cũng có lại đây cũng có vẻ mến ở đây, rồi thành ra ổng không biết sao mà ổng vẽ cho cái trong cái cuốn này là ổng vẽ là cũng như ngọn đuốc, ổng chỉ ổng nói con sau này sáng như cái ngọn đuốc. Rồi cũng có con cháu rồi đeo theo rồi cũng mấy búp gì đây. Yeah. Rồi ông đặt là cũng như Út là thanh liêm mộc nở chốn diêu cung, hạ thế trần gian lắm não nùng, tu học đáo hồi ngôi vị cũ, dân tiên bích ngọc hội qua dân. Thì giờ như hồi đó Út không biết gì chân, mà điều hồi đó là nói ngay cũng khổ, chồng cũng khảo đảo dữ lắm, mà nghe ông viết cái câu này rồi coi rồi khóc quá chừng khóc nó, nhưng mà không hiểu rồi sau này đó
Còn bên đây thì ổng vẽ cái chiếc thiền, ổng nói con sau này con có thiền rồi đó. Là ổng vẽ chiếc thiền mà mình cũng chưa hiểu là lên thiền là sao. Hồi đó thì cũng như là chưa hiểu. Ổng nói thiền đưa người qua sông mà rước những kẻ chống lòng, lòng còn mang nhân dục, cảnh Phật khó mà mong. Thì giờ như mình á là tu mà mình á là còn ham danh vọng, rồi ham tiền tài hay là vật chất gì đó là cảnh Phật khó mà mong. À, tu thì phải buông bỏ, lòng không đừng có nghĩ tới cái gì hết thì chắc có lẽ mới được về cõi Phật. Thì giờ mình cũng nghĩ sao thì giờ là mình cũng nói vậy. Đó, như là cho nên là bây giờ ổng vẽ cho Út cái này để kỷ niệm. Sau này ổng có nói sau này con cái màn ba màn cuối á, con lấy cái này ra là con để chứng từ đây là cũng như con là cái người có cái tâm đạo. Mà mình hồi đó là cũng như đạo Cao Đài mà mình đâu có biết bên Đức Quỳnh giáo chủ không biết. Mà không có biết là ông thầy này là cũng như là hồi đó là như thấy nói à, chú ơi bác nước rồi vô con gót nước rồi chú uống rồi vô ông xã lúc đó còn. Rồi ổng mới gót nước rồi mời rồi nói chuyện rồi tâm sự rồi ổng mới nhắc nhở đồ gán lo tu màn ba này kia nọ. Thì mình hồi đó đạo Cao Đài thì mới thì cũng chưa có biết gì, rồi nghe ổng nói vậy bây giờ ngẫm nghĩ là bây giờ có sự thật là màn cuối. Cho nên bây giờ lâu rồi cũng hồi gặp ổng thì 84 tuổi mà năm nay 20 mấy năm rồi. Mà gặp rồi là ổng lại đây là cũng như lần trước 21 hay 22 ngày đó. Rồi lần sau cũng như 15, 16 ngày đó. Rồi lần sau 3 ngày là ổng đi tới giờ không thấy tin tức, không nghe gì hết. Tới giờ luôn đó, biệt luôn. Nhưng mà Út vẫn kỷ niệm cất cái cuốn này. Rồi ổng viết bài, ổng kêu là Út ngồi Út viết. Thành ra Út kêu ổng là bằng thầy, ổng không cho. Ổng nói con kêu bằng cậu đi chứ đừng có kêu bằng thầy nha. Ổng không cho kêu bằng thầy. Nhưng mà ngồi viết bài vậy đó, ổng kêu với chánh tả rồi ngồi viết ra gì đây nè, đặng cho mình học đó. Vậy đó hả Út? Dạ con cảm ơn Út. Thì Út nhìn thấy cái hình của ngài đó thì giống như cái hình nào ở trong nhà Út? Cũng như hồi đó là thấy cũng như chán kiện mà bảnh lắm, bảnh người lắm mà như là cái hình mà mỗi lần mà Út thấy cũng có cái chân dung mà không có để thờ đó, cái hình đó giống dữ đó. Hình của ai cô? Của Đức Thầy này nè, cái hình đó giống nhiều. Còn cũng như là tựa cũng như cái hình này nè, cũng như cái hình mà thấy ổng là cũng như cái hình đứng này nè. Dạ. Nhưng mà hồi đó là ổng nói chuyện đồ bảnh lắm, vui vẻ mà ổng lịch sự lắm. Chứ cái hình bên này chứ không giống bằng cái hình đứng đó đó. Hình đứng bên đây hả cô? Hình đứng đó là giống dữ lắm. Dạ. Mà ổng nói hỏi chứ bác bao nhiêu tuổi, ổng nói là 84 tuổi mà nói bụng không dám nói ra, nói ông này cũng nói dốc chứ 84 tuổi giờ đẹp trai vậy đó. Dám đặc nói. Biệt với cô nhưng mà lúc xưa là cô đâu có biết gì về Đức Thầy phải không? Không có biết mà mình nghĩ chắc ổng nói dối hay gì chứ 84 tuổi gì mà giờ trẻ đẹp dữ vậy, nói bụng chứ không dám nói ra. Nhưng mà sau này đó là cô bây giờ ngồi cô biết là cô giật mình không? Giật mình ngồi ngẫm nghĩ, mình suy nghĩ lại là chắc cái này là bởi vì mình không biết thì không có tội. Dạ. Cho nên nó là nói bụng đấy, ông này ông nói dối với ông 84 tuổi gì mà ông dòm thấy ông lịch sự đẹp chữ gì mà ông nói 84 tuổi. Rồi cô phát hiện ra cái hình của Đức Thầy đó mà giống như cái ông cụ ngày xưa đó là phát hiện ra bao lâu cơ? Cũng như Út mà đi cũng như đi hành đạo chỗ này chỗ kia đó rồi. Dạ. Cũng như tới như phó có chỗ mà chi sự mà ở trên Kiên Giang mà đi lên đổi đó. Dạ. Cái ghé đó cái bắt đầu vô làm lễ thì cái hình đứng bự gì nè của Đức Thầy á. Dạ. Cái Út vô nói ủa sao cái hình này giống hồi đó mà cái bác mà lợi nhà mẹ quá à Quỷ Chí ơi. Cái nó nói phải không, rồi về cứ mới lật ra. Dạ. Mới lật ra coi cái cuốn này rồi suy nghĩ lại. Đi vô mình làm lễ mà thấy cái chân dung của thầy bự chỗ mà chi sự ở trên đường Kiên Giang đó. Dạ. Cái về suy nghĩ nói cái hình này sao mà giống quá chèn giống rồi. Đâu về nhớ lật ra coi rồi lật ra mới ngẫm nghĩ rồi từ câu từ ý nghĩa ổng dạy mình. Cái nhớ sực là không lẽ ông mà Đức Thầy thiệt không. Hồi đó ông về đây ổng nói là Ngô Minh này sau này á là đất Cà Mau này là đất Phật. Ổng nói vậy mình đâu có biết đất Phật là gì nó mình không hiểu nữa. Rồi ổng nói U Minh này nè cũng như ẩn ở trong này là như ổng không có cho ai biết, là chỉ là thấy mình có cái tâm, thành ra ổng mới cho mình bài đồ kia nọ rồi ổng dặn dò tu hành vậy thôi. Rồi mình cũng nghĩ là vậy thôi, rồi mình thì bên đạo Cao Đài, đồng nhi bên cả đạo Cao Đài mình đâu có nghĩ gì đâu.
thì vô đạo thì hồi đó là nói nay tôi theo đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, giữ đúng luật lệ ban truyền, hành theo tôn chỉ mục đích. Nếu sau này thay lòng đổi dạ, phế đạo phản thầy phản nhân sanh, xin chịu thiên điều hình phạt. Thì mình nghĩ vậy mình sợ. Nhưng mà tam giáo cộng đồng bây giờ mình biết là coi như đạo nào thì cũng là đạo. Bởi thầy nói 12 thứ giống tỳ kheo, mà con nào muốn cấy giống nào cũng xong, vỏ tí khác mà trong vẫn gạo. Nấu chín rồi vẫn bảo là cơm, dù cho gạo nhỏ cơm thơm, gạo nào thì cũng nuôi con nó lòng. Thì mình nghĩ đạo nào cũng đạo. Trong cũng như là ơn trên cho, là biết là như là cho mình ăn hiền ở lành là tu học thôi, chứ đâu có ai đạo nào mà kêu mình là trộm cướp tham lam hay là gì đâu. Mình suy nghĩ, tự mình suy nghĩ. Vậy là bây giờ là suy nghĩ là vậy, là sau này vậy là đức thầy này là ông Phật sống rồi. Ổng mới là đi khuyên dân, mà như cái cuốn sấm giảng mà ổng nói về tiên tri bây giờ mà đọc ra đó, ổng đưa đây mà mình không có thuộc. Bởi vì mình ở bên Kinh Công Đài rồi, mình đâu có thuộc cái này. Cái bắt đầu mình cũng coi sơ qua thôi. Mà bây giờ hiện là bây giờ mình thấy rõ ràng như hôm rồi đó. Bởi ổng cho cái bài mà Long Hoa Hội, ổng kêu sau này lặng gán cầu nguyện đó. Là mình suy nghĩ, nay đệ tử tâm thành khẩn giái, mà trước điện tiền lễ bái trời cha, tới thời đại hội Long Hoa, mấy linh vận chuyển gần xa tỏ tường, vạn dân chịu tai ương chi xiết, bốn phương trời chẳng biết đến đâu, quẩn quanh trong cuộc bể dâu, kẻ vui người khóc, kẻ sầu người than. Bởi vì cuộc trần gian thay đổi, mà để cho người tội lỗi trả dây, than ôi kiếp khổ đã đài, chúng con gán cầu nguyện mà gặp ngài thương yêu. Cầu các đấng tay tiêu phước đến, cầu cho người yêu mến thương nhau, cầu cho hết kiếp binh đao, cầu cho bá tánh kiếp mau tu hành. Nguyện cho người làm lành lánh dữ, nguyện cho người cư xử nhân lưng, nguyện cho sanh chúng hiệp quần, nguyện cho biết đạo xin đừng ghét nhau. Cầu đặng phước trời cao tế độ, mà cầu Phật tiên phò hộ ghi gia, cầu cho giảng quốc hiệp hòa, cầu cho dứt tiệt mà can qua chiến trường. Cầu thần thánh xót thương trần thế, cầu Phật tiên phổ tế nhân loài, cầu cho tội... Sao tới khúc đó cái làm như đứt điển không. Rồi cái bắt đầu vậy, bây giờ hàng đêm đó là cũng như Út cúng á, thì Út cũng cầu nguyện y như vậy đó. Thì giờ vô hô nguyện lên là cầu nguyện thì Út đọc thuộc hết trơn, giờ nói nữa chừng đứt điển cúng. Vậy đó ha. Rồi cảm ơn cô Út nha. Và kính thưa quý cô chú anh chị, nhưng mà là... nói là gắn cầu nguyện mà gặp ngài thương yêu, là mình suy nghĩ lại là cái màn này với bốn phương trời chẳng biết đến đâu bây giờ. Cũng như Châu Phú thấy bây giờ bốn phương trời chẳng biết đến đâu, là đợt rồi bệnh đó, bây giờ mình tránh đâu, tránh đâu cho khỏi. Trừ ra cái nước ma ha của thầy ở Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ thầy cho con thỉnh cái nước âm dương này của thầy cho con uống để tật bệnh tiêu trừ, tái qua nặng khỏi lành như cũ, khỏe như xưa. Chứ bây giờ mình biết tránh đâu, mà bây giờ thuốc gì uống cho hết. Bây giờ người ta chích 5-3 mũi người ta cũng chết, mình không chích mũi nào mình cũng sống nhăn. Thành ra bây giờ mình suy nghĩ, bây giờ thôi giờ mình là coi như là mình tưởng Phật thì lòng có Phật, là mình cúng gót cái nước là mình cúng. Rồi mình là tới chừng thỉnh cái nước này, giờ con thỉnh nước bạch âm dương của cha của mẹ này độ cho con uống được tật bệnh tiêu trừ, tái qua nặng khỏi, lành như cũ, khỏe như xưa. Thì bây giờ cứ nguyện nhiêu đó uống vậy thôi. Bệnh mà nghèo khổ đâu có tiền đi trị bệnh đâu. Nhưng mà chỉ nhiêu đó đó, rồi là mình thỉnh nước, rồi mình nguyện với cha, rồi mình uống với giờ đức thầy. Hồi đó mà đức thầy có về tá mà chỉ dẫn nhắc nhở con, thì bây giờ con cũng mến, nhưng mà cái lời của đức thầy mà dặn dò con thì con cũng để trong tâm, để ghi khắc trong lòng. Mà giờ đức thầy độ vì con nghèo khổ, hai mẹ con sống đây không có ai chứ, mà nghèo khổ mà nghe nói bệnh viện thì xỉu. Không bình thường, không bệnh gì hết, mà nghe nói chở đi bệnh viện thì bệnh. Thành ra bây giờ nhờ đức thầy độ cho con, với con là được có cái mạnh khỏe để con công phu hàng ngày đặng cầu nguyện cho bác chúng sanh vậy thôi. Chứ giờ biết sao giờ, chỉ cầu cho con cháu rồi biết đường Phật Pháp qua về lo tu hành. Chứ giờ cứ nhiêu đó mà có hai mẹ con thì sống cầu nguyện vậy đó. Rồi mình cũng tin tưởng, lòng mình tin tưởng thì nước lã phấy nên hồ. Thì lòng mình tin tưởng thì hồi đó nghe nói đọc lại đó, đức thầy nói là lấy nước lã gì đó đặng mà lòng nước lã nên hồ, độ chúng sanh vậy đó. Thì mình nghĩ nhiêu ra mình nguyện vậy đó, xin nước của thầy uống. Chứ có nhiều khi đây giờ Út á, bị gì hồi trước á thì noi theo ông bà giờ thờ cũ quyền thất tổ với đức thầy. Thì bên đạo Cao Đài thì bây giờ Út không có thờ như đức thầy, nhưng mà cái chân dung của đức thầy là khi nào cũng là kỷ niệm, là cũng quý trọng. Thì cũng treo đó, nhưng mà không có lương hương.
nhưng mà cũng nguyện Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ơn chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Thì bây giờ mình nguyện với thầy vậy đó, rồi là thầy độ bây giờ cho là chúng sanh biết cái đường Phật pháp, quay đầu về lo tu hành đi, chứ giờ là con cũng cầu xin vị ơn trên đức thầy đức mẹ chư Phật chư tiên chư thánh chư thần tất cả là như độ cho là bá gia bá tánh vậy, chứ giờ biết cầu sao thì vậy đó, cứ nguyện tới. Rồi con cảm ơn cô Út rất nhiều nha. Và vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, đây là vị thầy đó đã gửi lại cho cô Út là quyển sấm giảng thi văn toàn bộ của Đức Quỳnh Giáo Chủ ha, vào năm Ấn hành năm 1966 vị đó. Và tiếp tục nữa thì Châu Phú quay những cái tuần chữ này mà cô Út nói là vị đó đó, khi mà ký tên là để chữ thầy dạ, vẽ cái này rồi cho Út rồi đó, cái ổng ghi luôn vậy đó. Dạ. Rồi ổng để chữ thầy vậy nè, không biết. À vậy đó ha, để chữ thầy rồi, ha. Rồi cái này không biết cái gì, mình cũng đâu biết nè, thấy không? Dạ. Nó ổng ký cái gì đó. Đây cái này ký giống như là những cái chữ gì lạ quá ha, ký gạch gì ha. Đây tuần chữ nè quý vị. Đây ngàn vàng dễ kiếm, lời màu không trao. Dạ. Ông nói con tu đi, con cũng như ngọn đuốc này nè, soi sáng gì. Ông chỉ mình vậy. Rồi tiếp tục là đây là chữ ký. Chữ thầy đó. Chữ thầy. Mà ông ký cái này gì mình cũng đâu biết. Giống như lạ quá ha. Đó, tuần chữ này nè quý vị. Và Khánh Lâm Sáng 16 tháng 12 âm lịch. Đó. Năm Quý Mùi 2003 ha. Cũng lạ ha. Cũng rất là đặc biệt nha quý cô chú anh chị. Thì và thầy cũng có hướng dẫn cho cô là viết ra những cái vần thơ hả cô? Và để tu học phải không? Vậy con mời cô có thể đọc những cái vần thơ đó để tặng cho quý bà con luôn nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nè quý vị, quá chừng luôn. Cái này là thầy ngồi kế bên cô rồi hướng dẫn rồi cô viết ra đó hả cô? Viết đó, thầy kêu viết cũng như là mình viết chính tả, ông kêu ông đọc rồi mình viết vậy đó. Dạ. Rồi hỏi thì sao thầy, ông nói viết cũng như bốn hàng này, cái hoạt động hàng đỏ, chữ đỏ. Rồi và ba hàng chữ đỏ, hỏi sao vậy, ông nói thì con viết đi, rồi con đọc đi rồi con ngẫm nghĩ. Dạ, trong vòng bao lâu mà cô viết ra hết trơn nguyên cuốn này cô? Không, cái này cũng như một ngày thì viết bài vậy đó. Dạ. Rồi viết mà ổng kêu để như nè hạnh sức gia, rồi cái này thì phương tiện, mà mình hồi đó đâu biết phương tiện là gì. Dạ. Rồi cũng như Bồ Tát, như là ổng để chữ cái tựa vậy đó, ổng kêu mình để vậy. Rồi kỳ duyên hạnh ngộ nữa, kỳ duyên hạnh ngộ. Dạ, rồi cảm ơn cô. Thì con mời cô sẽ đọc ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị và các bạn sẽ đến với một bài thi của ông cụ đã viết lại cho cô Út quý vị. Thì theo cô Út là suy nghĩ đó là đức thầy, cho nên bây giờ cô rất trân trọng đức thầy. Đi đâu là cô cũng là đem hình đức thầy theo cho quý vị. Cho dù là có về nhà mới hay nhà cũ, cô cũng đem thầy theo hết đó cô. Theo hết chứ về không bỏ đâu dễ gì. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị tiếp tục chương trình nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như đức thầy ngồi kêu viết, mà hồi đó đâu biết đức thầy, giờ nói đức thầy chứ hồi đó là ổng không cho kêu đức thầy. Dạ. Ổng kêu kêu bằng cậu. Ổng kia ngồi viết, ổng kêu cũng như chánh tả vậy đó, rồi ngồi viết nè. Yeah. Ông ngồi ông kèm học. Cô học lớp mấy nghỉ cô? Hồi đó Út học cũng như cái chào hồi đó là kêu bằng cũng như lớp 6, lớp 7 gì giờ đó. Yeah. Kêu lớp nhất, lớp nhì, hồi đó lớp lớp 5B, 5A, rồi 4B, 4A, rồi lớp 3B, 3A, rồi lớp nhất, lớp nhì á, rồi được lớp nhì, rồi chào hồi xưa á. Dạ, yeah, cảm ơn cô Út. Học thuộc và si gầm đường tu á, mượn duyên đời nhắc nhở cho nhân hiền hạnh ngộ buổi trùng lai. Lời sĩ tăng thức tỉnh mộng đêm dài, bằng tâm quyết mong người người di thiện. Người di thiện
trước tiên lòng phải thiện, thiện làm nền thể hiện tánh hiền lương, biết thương người, biết ngay thẳng hiếu chung, biết chia sẻ, biết dị tha xả kỵ. Đường tu học cần tìm ra chân lý, việc chi hành thường suy gẫm biệt phân, thấy trái sai và dừng ngay chỗ lạc lầm, phải dũng cảm mới làm điều đạo đức. Cách xử thế hảo hòa trong mọi lúc, biết đối nhân thiện cảm ấy là tu, từ gia đình ngoài xã hội chân chu, tròn nhân đạo đặt nghĩa nhân làm trọng, theo thầy tổ học đạo màu buổi lúc, phải hành lòng chân thật việc hành tu, phải năng xuyên mỗi thời khuya sớm công phu, phải tô điểm đắp bồi dung công quả. Với thầy tổ nặng ơn thầy khai hóa, phải dâng lời tuyệt đối chớ sai qua, phải kính cung nhân đức trước Phật Đà, lời lễ phép nép khuôn tình sư đệ, ngôi tam bảo tăng bảo là cao quý, trọng thầy nên cẩn trọng cả ngữ ngôn, lời phát ra biểu hiện rõ tâm hồn, việc làm nữa chưa vẹn toàn nhân ái, còn nặng nợ gia đình là xa cách, đạo nặng đời càng nặng gánh trung chuyên, việc xảy ra đột ngột thử tâm thiền, tu là chỗ thấy hy liền điều sai trái, thầy dạy bảo dạy việc mới chân, mới chướng ngại, việc khó khăn trái ý khổ lòng con, việc nghĩ suy việc khảo đảo mất còn, việc danh lợi tình tiền buông biến xấu, có như thế mới là phương tiện xảo, mà các con quá ngu tối khờ mê, cứ nghĩ suy theo cảm tính chấp mê, không đứng vững trên lập trường đạo đức. Nhớ rằng tu hạnh tu đường giải thoát, còn bám trần nghiệp thúc chói đoa đoan, thầy chỉ đường mở rút nghiệp quan khiên, con lại quá trì lê trong bể khổ, thầy đau xót lòng từ bi than thở, công tổ thầy ra sức giáo khuyên con, thấy thầy thương con trẻ dẻ kinh thường, một lần chót duyên lành đâu đến nữa, thấy là cánh chim hồng trời mở ngỡ, thầy là duyên như gió thoảng mây bay, thầy sống đời lưu lộ tánh Như Lai, thầy ứng hòa theo duyên đời tiến hóa, viết lên ít dòng thi đầy cảm xúc, thương thế trần sanh chúng bụi tàn quên, phúc duyên nay chẳng trân trọng bảo tồn, thầy mất biệt chớ mong ngài hội hiệp. Thầy mất biệt chứ, nam mô cao nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này thầy nói là cái câu chót nè, thầy mất biệt chớ ma mong ngài hội hiệp, sao vậy ta, ổng chối trước nữa đó. Bây giờ đọc mấy hả, đọc rồi mới ra sao mà ổng nói là phúc duyên này chẳng trân trọng bảo tồn, thầy mất biệt chớ mong ngài hội hiệp. Sao mà ổng chối vậy, ổng mất biệt gì? Từ giả trước nha. Mà bởi vì mình đâu có biết đâu. Giống như cô nhớ là cái câu mà từ nay cách biệt xa ngàn đó, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa đó. Cho nên đó là cũng là từ giả trước thì sau này thầy xa vắng bà con rồi. Trong này công nhận vậy là mình coi lại mình thấy ổng từ giả gì đây rồi với lúc viết không suy nghĩ tới lúc viết đúng rồi, lúc viết đâu có suy nghĩ
mà sao mà đọc ra giờ thầy mất biệt chớ mong ngày hội hiệp, mất biệt chớ mong ngày hội hiệp. Thiệt mà tới ông chữ đi về à, chữ gì màu đỏ đó con? Ê, đây nè, thì ổng ghi nè, kêu ghi màu đỏ nè. À, nè, thầy mất biệt chớ mong ngày hội hiệp. Rồi ngày luôn cô, đọc ngày luôn. À, sáng 26 ngày Giáp Thân. Dạ. Yeah. 26 Giáp Thân. Dạ, yeah, vậy ha. Ừ. Rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị, đó là ông cụ ngồi kế bên là cô Út để mà đọc rồi cô Út ghi ha. À, cho nên bây giờ cô Út đọc mới ngẫm nghĩ ra là từ biệt ha. Ừ, từ biệt mà mình không dạ. Không hay thầy từ biệt ông nội ơi. Dạ. Giờ ổng đi về ba ngày. À, cũng như lần trước 21-22 ngày, lần kế hình như 15-16 ngày đó. Lần kế 3 ngày là ổng đi tới giờ luôn. Dạ, chị đi ha. Tới bây giờ luôn là không nghe tin tức mà không nghe gì hết trơn, tới giờ luôn. Dạ. Là tính ra 20 mấy năm mà quên. Đúng rồi. Chưa có thao hiểu hết. Dạ, theo mà tỷ nghĩ cái gì đó ha. Pháp về có dạ. Pháp rồi. Bây giờ là mình đã có duyên xem lại cũng như là thời tiệc cưới thì thành ra là Út sẽ ngộ ra những cái chân lý mà cái thầy chân chói mà, nhưng mà cũng như là hứa hẹn sau này như thế nào mà mình mới ngỏ ra được hết mọi chuyện. Dạ, cảm ơn tỷ. Tỷ thấy mấy tên gì á? À, mọi người tên Ngọc Tiên. Ngọc Tiên ha. Ngọc Tiên của cha đặt đó. À vậy. Của mẹ đặt đó. À, rồi. Cái tên chi mà giờ Ngọc Tiên là mẹ điển về đặt. À, điển về đặt quý vị. À, cũng rất là đặc biệt. À, cảm ơn cô Út cùng với tỷ Ngọc Tiên. Thì kính thưa quý vị, tiếp tục nữa là những cái phần thơ mà cô Út sẽ chia sẻ đến quý vị. Châu Phú sẽ quay nhé. Và chúc quý vị xem video vui vẻ và Nam Mô A Di Đà Phật. Đời con đã hiến dâng cho nhân loại, kiếp tha phương cùng khắp bước chân đi. Trên con đường vạn lý chữ A Di, con vượt bước qua dây trong hố thẳm. Mẹ ơi đời tăng sĩ, cõi ta bà du hoa, lấy cảnh nhà là vũ trụ bao la, lấy quyến thân là sinh chúng gần xa. Ấy cõi nước là quê hương các xứ, mẹ ơi con thương mẹ đã giải dầu mưa nắng. Con lớn khôn chưa kịp trả ân sâu, đã chia ly tình mẫu tử thâm bâu. Vội cất bước lên đường theo nghĩa lớn, mẹ ơi lòng hiếu tử đoạn đời bao cảm xúc. Dẹp tình duyên đành cắt ái ly gia, ném đau thương phải nhẹ gánh tình nhà. Đem Phật Pháp cứu đời đang khổ thống. Mẹ ơi mẹ bể trần luôn dây sống, nào lợi tình danh vọng cuốn phân đi, nào đấu tranh thù hận lệ lâm ly. Khắp bốn bể là đại dương nước mắt, mẹ ơi mẹ núi sông thành chất ngất. Thảm nhân loài gây ác nghiệp quan khiên, lòng sĩ hiền như muối sát châm kim, quyết chèo chống thiền từ sông thẳng tới. Mẹ ơi mẹ cất tiếng gọi khách vàng hỷ diệu màu quy hướng non linh thí. Cõi lạc ban nức hương thơm lan tỏa ánh đạo vàng, chuyển nhân thế thấm nhuần núi mùi pháp. Mẹ ơi mẹ hiền cho con người sĩ khí, giác ngộ rồi tâm bát ngát muôn phương. Đem đạo cao gieo chủng tử Phật đường, về giới Phật buổi tàn quân khảo thí. Mẹ ơi mẹ con đi mãi trong cảnh đời ác lị, quên mẹ hiền mỗi mắt ngóng chiều hôm. Mẹ ơi đang tựa cửa dõi con thơ,
tóc bạc trắng mắt mờ theo năm tháng. Mẹ ơi, lỗi của con xin nhận, suốt lòng con giờ dòng thoát đổ trên nguồn tiếng gì gào thương cảm cả hơn bôn chôn. Hướng về mẹ thân đi thâu đêm trên giấc mộng. Mẹ ơi, những phút giây tình thương con sống thật, cả con người thấm đẫm kiếp nhân sinh. Xin mẹ hiền hiểu thấu tất lòng thành của con kẻ dòng tâm về cố xứ. Về cố xứ mẹ ơi không còn nữa. Mẹ ơi, đâu mẹ con đã về đâu? Bằng tâm linh con hồi hướng nguyện cầu mẹ siêu thoát nhẹ thân đường tiên cảnh. Con tiếp tục trên bước đường Phật Thánh, dòng tử sanh chẳng quản được tâm con. Kiếp chuyển luân đại nguyện vuông tròn, Nam mô Phật lập kỷ nguyên thánh đức. Hết. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Mắt vợ ấy chứ hồi đó là mắt gõ lắm. Bây giờ nó hơi dở, tính ra mấy chục năm mà còn gì nữa. Bảy mấy. Bài đó đó là cô viết ra là thầy đọc cho cô viết. Hả? Ngồi như thầy ngồi đây, Út ngồi đây nè. Rồi thầy kêu viết. Rồi mình ngồi viết. Còn cái tự nhiên là cái vẽ này, đây là chữ của thầy viết thôi. Còn trong này là tự cũng như Út ngồi đó, rồi thầy kêu là viết. Rồi đầu quyển sách là thầy viết. Cái chỗ cái tựa đầu này là thầy vẽ, thầy vẽ rồi thầy viết vậy, rồi đầu trong này là Út viết. Ý nghĩa này là như thế nào hả Út? Cái này là như ổng nói là Út tu được là như cái đuốc ngọn đuốc sáng vậy đó. Lúc đó là Út tu chưa? Tu là hồi 13 tuổi vậy luôn mà. Vậy ha. Là cái nhân duyên mà Út gặp thầy là như thế nào Út? Như cũng như không có vậy chân ổng cũng như ổng lợi ổng xin nước uống. Rồi kêu mời nói vậy bác ơi vô nhà ngồi uống nước. Mà ổng dòm lại thì sao mình thấy trẻ khô mình nãy mình kêu uống bác vậy. Cái vô nhà cái ông chồng Út thì lúc đó ổng cũng vui vẻ lắm. Rồi vô ấy nước rồi uống rồi ngồi nói chuyện được chơi. Ổng nhìn ổng nói gắng cố gắng lên đi gắng lo tu. Sau này là đặng về là tiên cảnh. Rồi mình thì lúc đó đạo Cao Đài mà đồng nhi nữa. Rồi mình cũng nghĩ ổng nói vậy ổng còn chúc mình vậy thì mình cũng mừng. Đó, rồi cái đầu ổng mới nói thôi để đi ấy cái cuốn sổ này ổng móc ở trong cặp ra. Rồi bắt đầu ổng ngồi ổng vẽ vẽ rồi xong rồi bắt đầu ổng kêu bây giờ con chịu học không đặng mà ông cậu làm bài cho con. Rồi ông cậu kêu rồi con tự con viết, đặng chữ con viết đặng nữa con đọc. Rồi sau này cái kỷ niệm này nè, như ông vẽ nhiêu đây thôi kỷ niệm được rồi. Rồi con cất để sau này kỷ niệm. Nói rồi cất hoài hoài mình lo mình đi bên Hoa Quang Hôn Tân Tế rồi bên đạo Cao Đài á. Thành ra Út không có cũng như sấm giảng đồ ông đưa chứ Út không có thuộc. Cũng như coi sơ qua rồi thôi. Còn cái này là cái cũng như cái ý nghĩa là cũng như ổng đi về đây ổng nói là rồi thành ra sau này là mới bây giờ mới có vụ chi sự đồ hen chứ hồi trước không có ai chứ không có đây không có như đạo là như hồi đó ông nội đạo Cao Đài rồi cha đạo Cao Đài mà hồi đó có cái chùa bên Minh Chân Đạo bên Minh Chân Đạo rồi Út vô đồng nhi đó rồi sau này mới về tòa thánh nên là nghĩa là về gốc rồi cũng chuyển Út đi tự Út đi à lên chển chuyển đi Út là cũng chức sắc nữa. Nhưng mà không cần áo mão chứ người ta không cho đi. Người ta thấy mình làm việc tốt người ta đâu cho mình đi đâu. Người ta kêu làm đơn xin ấy đồ thôi khỏi đi. Bây giờ tới giờ tôi đi rồi. Bây giờ mình đi về gốc. Bởi nói đạo thầy nói là đạo thầy nhiều nhánh các con ơi. Nhánh có bông hoa mà nhánh cọc còi. Gốt ruột cành khô cùng lá úa còn gì tươi tốt để con coi. Thì bây giờ mấy cái chùa mấy cái thánh thất này bây giờ con thấy buồn hiu rồi nhà qua bên Tây Ninh hết rồi. Cũng như tới duyên người ta cũng quyền ta khiến á. Ta khiến là về cũng như tới duyên rồi là về hết rồi. Về trên chảnh hết rồi. Út dẫn đi nhập môn một năm như vậy là cả trăm vậy đó. Thành ra ta thấy Út làm việc tốt thì ta đâu cho Út đi. Trốn đi. Đi đó. Là đi lên trên chảnh là mần con quả rồi vòng vòng vòng. Lúc đó Út cũng còn vô cảnh mạnh lắm.
rồi đi, hai mẹ con đi. Rồi lên chảnh ấy, kêu hồi đầu kêu nó nhập môn, rồi kêu nó thôi con lấy cuốn mà kinh cuốn thời này con đọc đi. Thôi mẹ ơi, mẹ đưa cái này con một mít con còn không thuộc nữa. Gì Đại La Thiên Đế là cái bài Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Cái nó nói gì Đại La Thiên Đế mà mẹ đưa này tới một mít con còn không thuộc. Bây giờ mẹ già rồi, con mẹ truyền cho con đọc cúng đi, rồi còn mẹ đưa cái mỏ với cái chuông nè, con tập tụng nè. Vậy chứ có mấy ngày ha làm được rồi. Bây giờ đi tụng kinh đó, chuyện rồi nói chuyện rồi đó. Dạ con cảm ơn Út. Thì vậy, thưa Út, Út làm ơn cho con hỏi đó. Trong ý nghĩa mà Út nói là thầy, để ký tên là chữ thầy nè. Đó đã để bút tích lại cho Út đó. Thì Út có thể chia sẻ đó là cái vị đó đó là bao nhiêu tuổi và tướng tá như thế nào Út? Bây giờ như hồi đó là Út gặp đó là như đẹp người lắm, trắng trẻo ha, đẹp người dữ lắm. Nhưng mà hỏi như thầy ơi, thầy năm nay thầy mấy mươi, con xin lỗi con hỏi thầy mấy mươi rồi mà thấy chán kiện. Cái ổng nói là cũng như thầy bây giờ là hình như 84 hay gì đó. Yeah. Uống nhớ mày mãi. Mà Út cũng quên ghi vô, 84 hay gì đó. Thầy cũng lớn tuổi rồi mà đều con đừng có kêu bằng thầy nha. Yeah. Con kêu bằng ông, bằng cậu đi, con đừng có kêu bằng thầy. Yeah. Ổng dặn mình vậy đó. Nhưng mà ổng dạy mình thì mình kêu ổng bằng thầy. Yeah. Thành ra là cũng như kêu thầy, rồi ổng dặn vậy đó. Ổng nói là con đừng có kêu bằng thầy mà con kêu bằng cậu đi. À. Đó. Rồi ổng vẽ vậy đó, rồi ổng viết vậy, là ổng nói con nè, cũng như ngọn đuốc sáng soi nè, con tu à, con được cái ngọn đuốc sáng như thế này nè. Nó rồi được nối con rồi cháu đó, là cũng như ổng cho hai cái búp đỏ này mà sao có búp này chưa có đó. Vậy. Vậy là con của Út bây giờ là anh con trai này đó hả? Đấy, có được thằng này. Vợ không Út? Không. Anh cũng tu theo là Út luôn? Tu theo đó, hồi đó đưa kêu nó học kinh rồi đang truyền nó. Nó nói mẹ đưa này tới mùa mít con còn không thuộc. Cháu là cháu cốc hay là sao? Cháu như cháu nội. Cháu nội hả? Là mà con của ai? Con của thằng, cũng như thằng thứ năm mà rồi mà gốt cùng lại rồi á là mẹ nó ăn cắp. Như hai đứa nó thôi nhau. Dạ, dạ. Rồi mẹ nó ăn cắp dẫn đi rồi nó cắt đứt luôn liên hệ. Vậy là Út mấy người con hả? Sáu. Sáu người con rồi sao vẽ được có mấy cái bông sen hả? Sáu người con, ai biết đâu. Nhưng mà vẽ bông sen này là ý Út nói là cái bông sen này là anh này chịu tu theo Út đó. Đúng rồi, được là, đứa. Là Út mới vẽ là ra cái bông sen màu hồng này ha. Còn hai đứa cháu này là hai cái bông sen nhỏ đó là có tu không? Mình nghĩ cháu. Mà lúc đó nó còn nhỏ nó đi chùa mình, rồi lớn sau này nó đi. Vậy ha. Dạ. Vậy là hai người cháu. Bây giờ cho là cũng như thầy cho mình như Út bây giờ tu gắng tu được cái thiền Quốc Nhã trước rồi nè. Dạ. Giờ ánh soi gọi xuống nè. Dạ. Ông vẽ ông chỉ đàng hoàng mà ông nói mấy câu này nè. Thiền thiền đưa người qua sông mà rước những kẻ chống lòng, lòng còn mang nhân dục cảnh Phật khó mà mong. Cái ý nghĩa cái đó ý là cũng như cái người mà miễn mình tu mà mình buông bỏ hết. Yeah. Mình không có ham cái gì trần này hết, mình lo mình tu thì được mình về cảnh Phật. Yeah. Còn mình còn tham lam mà giữ của cải hay hoặc cái gì đó mình đâu có được về cảnh Phật, thì coi như là lòng cho trống trải đang để lo tu thì được về cảnh Phật thì yeah, vậy đó thôi, không có gì mấy cái. Vậy là Út ăn chay lâu chưa? Út ăn tính ra hồi sanh thằng Út bây giờ năm nay cũng ba mấy năm rồi, thằng Út cũng gần 40 tuổi năm, hồi lúc mà sanh cái thằng Út á thì thằng này thì thứ sáu nè. Rồi cái thằng Út kế sanh nó rồi là Út ăn lạc luôn. Hồi trước thì ăn tháng 10 ngày. Ăn tháng 10 ngày rồi ăn mà tháng giêng tháng 7 tháng 10. Rồi sau này ăn là coi như là luôn là lúc sanh thằng đó là Út ăn luôn là tới. Út làm ăn chia sẻ đó là cụ 40 mấy tuổi mà Út nhìn thấy cái hình dáng như thế ổng lúc đó ổng nói ổng 80 mấy tuổi 80. Mà dòm thấy ổng trẻ lắm. Trẻ ha. Ừ. Rồi giống hình là ai? Thì nhờ nhìn thấy đó, rồi bởi Út đi đâu Út nơ theo đó thấy không? Lúc đó là Út biết không biết hồi đầu bị gì ổng dạy mình học thì mình kêu ổng thầy như thầy giáo thôi. Dạ. Chứ lúc đó chưa biết. Nhưng mà sau này ổng có nói nhiều cái câu, ổng nói con gắng tu đi, sau này đặng về ngôi vị cũ nha. Rồi ổng cho cái câu này thì nhớ là chồng quạng rồi đó, nó khóc gần chết. Bây giờ thanh liêm mọc nở trốn dư cung. Thì mình ở trên cung mình xuống đây. Rồi hạ thế trần gian lắm nổ nụng thì mẹ chồng quánh thế mẹ không nổ nụng cho được. Đó, rồi tu học đáo hồi thì ngôi vị cũ, mà mình lo tu thì mình về ngôi vị cũ. Đó, nhưng mà Út ở đây là con thấy trong hẻo lánh này với Út đi, Út không có dám hoi á gì hết trơn. Không dám nói mình là tu hay là mình là gì hết trơn á.
hai mẹ con là đi âm thầm đi, đi tới đâu rồi thấy chỗ nào độ được thì độ, dìu dẫn chị em nhập môn rồi dìu dẫn chị em vậy thôi, chứ không có mà từ bây giờ cái chân của Út đau rồi, thành ra Út ít đi. Dạ, còn câu cuối đọc luôn Út. Đâu? Ngồi gì cũ rồi. Thì cũng như câu cuối nè. Thanh liêm mộc nở chốn diêu cung, hạ thế trần gian lắm não nùng, tu học đáo hồi ngôi vị cũ, dân tiên bích ngọc hội qua dân. Dân tiên bích ngọc ha. Dân tiên bích ngọc hội qua dân là ý câu thứ tư đó là câu như thế nào Út? Dân tiên bích ngọc hội qua dân là mình tu được nữa, mình được dự hội. Dạ. Dự hội Long Hoa. Còn miễn mình không có làm được tròn thì mình không được dự. Dạ. Thì giờ mình gắng lo như thầy dặn mình vậy, thì giờ gắng mình miễn mà tu, bởi cái tuổi mình thì lớn tuổi rồi, nhưng mà mình hồi đó giờ cũng cố gắng. Yeah. Thí dụ như giờ cũng suy nghĩ, hồi đó giờ đâu cắt cổ con gà, con vịt, con heo, con cuối gì đâu, rồi cá mắm còn không đọc đầu nữa. Yeah. Rồi cái ngày mà cô gặp vị thầy đó là đến bây giờ là khoảng bao nhiêu năm mà cô hả? Hai mấy năm à, hai mấy năm rồi. Vậy là lúc gặp ông là 84 tuổi mà. 84, hai mấy năm. Là nếu mà tính tuổi bây giờ là 105, 106 ha. Lúc đó đệ 21 tuổi. Mà lúc lần này nó chưa có biết gì chứ. Xem tuổi với đức thầy ha. Thầy cũng 106 ha nghĩa. Bây giờ thì cô làm ơn cho hỏi một cái hình của cụ mà 80 mấy tuổi đó, thì cô nhìn thấy cái hình giống hình nào cô có thể chỉ giùm con? Cũng như hồi đó ổng 80 mấy tuổi mà cũng như dòm thấy cái hình của ổng là cũng như ổng trẻ mà ổng đẹp như cái hình mà đồ mi mà cái hình kia kìa, cái hình không phải chân đây, cái hình mà bộ lần ổng đẹp lắm, đẹp người lắm, áo cà vạt á, cà vạt á hả? Đó, như cái hình mà đứng ở đây vậy đó, chứ không phải như hình ngồi. Đúng rồi, anh thấy luôn ha. Vậy là hình giống như là hình của đức thầy ha. Nhưng mà cô ngày xưa đó, cô đã lúc mà gặp cụ đó là cô có biết về đức thầy không? Không biết đức thầy, như hồi mới không biết. Rồi sau ông vẽ cái này rồi ông kêu viết bài đi, rồi đặng gắng học cái gắng tu đi, rồi sau đặng về dự hội Long Hoa. Rồi cái đầu nói, ủa dự hội Long Hoa là gì? Lúc đó cũng chưa biết nữa. Yeah. Rồi cái sau này ngồi suy nghĩ, rồi cái ổng về, ổng đi rồi ổng về hỏi thầy ơi, rồi dự hội Long Hoa là ở đâu? Là ổng mới nói là chừng nữa đó, cái mở cái hội Long Hoa này không phải ở dưới này, nhưng mà đất Việt Nam mình là đất Phật. Sau này cái dự hội Long Hoa là ở trên núi Ông Cấm đó. Nữa thì lầu ở trên Ông Cấm rồi mở ra vàng không, ổng nói là kêu bằng chiếu trải đàn mà vàng phết ngõ đó, chứ không phải như đá bây giờ con nói đá chứ sao nữa vàng không, ổng nói vậy. Dạ, lạ ha. Ổng nói vậy đó. Chiếu trải vàng. Ổng nói là sau này là chiếu trải đàn mà vàng phết ngõ rồi đá đó bây giờ con thấy cục đá chứ sao là cục vàng, ổng nói vậy. Mà chừng nữa cái núi đó không phải bây giờ mà con lên đất nát vậy đâu, chừng nữa là bằng thẳng là rồi sau có cái cột gì mà ổng nói là mấy chục thước chỉnh, rồi nó có cái ấy chỉnh là 18 nước dòm thấy hết. Ổng, cái đó là ổng tắt nghĩa ổng nói là... ổng nói cho ổng nghe vậy đó, chứ không phải là ổng câu sau này phải không? Không, đâu có biết gì. Hồi đó là cũng như ổng nói gì, rồi ổng hỏi, cũng như ổng hỏi thăm ổng á, mình không biết rồi cái mình hỏi như như thầy nói là sau này mà cái núi vậy, bị hồi đó mình còn nhỏ tuổi mình đi núi hoài ha. Yeah. Rồi cái bắt đầu là đi ổng nói là sau này không phải mà như bây giờ mà con lên núi mà lên đồi xuống dốc vậy đâu. Yeah. Nửa bằng thẳng mà vàng không. Yeah. Mình ngồi suy nghĩ cái núi gì đá không vàng đâu chẳng. Suy nghĩ vậy á, mà ổng nói vậy mà mình cũng đâu biết. Dạ, cảm ơn Út rất nhiều. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, nghe những cái câu chuyện thì cũng lạ, và những cái chữ của thầy đó đã ký tên để thầy đó, chứ không biết phải là đức thầy hay không đó, cho nên đó là quay để gửi đến quý vị, quý vị có thể nhìn thấy những cái tuồng chữ đó thì có thể comment lên kênh của anh Tấn Dũng cùng với Châu Phú ha. Và cái quyển sổ này là tặng lại cho cô này là đạo cao đài quý vị. Cô cũng không biết về đức thầy, cho nên hôm nay là cô đã phát hiện ra. Cô phát hiện ra là từ khi nào cái quyển sách này cô bỏ lãng quên bao lâu rồi cô? Cũng như lâu lâu cũng sách ra dòm, nhưng mà điều hôm đó nay hồi cửa sửa nhà này tới giờ không có coi.
Cái bữa đó nói đâu rồi cuốn sổ của mẹ đâu rồi, rồi nó mới lật ra rồi suy nghĩ nói vậy là hồi đó đức thầy chắc ổng về ổng viết cho mẹ đó, bởi ổng không cho kêu bằng thầy, ổng kêu bằng cậu thôi, mà ổng nói chuyện thì sao ổng ghi rồi mới thấy chữ thầy nói, không chừng. Mà hồi đó ổng thấy ổng đẹp người lắm chứ không phải ổng ấy đâu, ổng nói ổng tám mấy mà mình không có tin. Tám mấy tuổi đẹp người lắm. Ổng đẹp lắm. Đẹp lắm ha. Rồi cô vậy là cô bây giờ cô tin tưởng tuyệt đối là ai cô? Bây giờ là Út nghĩ là cũng như cái này chắc đức thầy thiệt rồi. Bởi vì ổng đi ổng về ổng nhắc nhở mình, ổng kêu gắng lo tu đi nữa về dự hội Long Hoa. Rồi ổng đặt mình là Diệu An mà ổng không kêu Diệu An mà ổng kêu Tinh Quá. Rồi hỏi thầy ơi sao thầy đặt con Diệu An mà thầy kêu Tinh Quá, ổng nói sao này con biến quá được. Dạ, nói vậy mà không biết. Anh ơi cái này á là năm 2003 nè, ngày 16 tháng 2 âm lịch 2003 luôn. 12 âm lịch năm 2003 là 21 năm rồi. Phải không? 21 năm có ghi ngày luôn nè. Có nè. 21 năm mà chàng. Khánh Lâm sáng ngày 16 tháng 12 âm lịch. Thì ổng vẽ đó. Vậy là coi như là cái quyển sách giảng này là cũng của ông thầy đó. Ổng về ổng đưa nè, ổng đưa cho. Là tặng cho cô giữ tới giờ luôn. Giữ luôn đó mà đó không rồi. Không có đọc. Cũng như coi, có coi mà nhưng mà không có không. Ở đâu còn đặt vô bên trong cái mà Út cũng như là nè đó rồi ổng ấy gì đó ổng để nè, Diệu An nè, ổng đặt tên Út nè. Cho Diệu An ngày 7 tháng 7 âm lịch năm 2003. Tức là cũng có chữ ghi của chữ ký luôn hả? Có cái gì đó rồi đưa. Chữ ký luôn ha. Mà Út ngồi cũng như Út đọc sơ vậy đó rồi rồi bắt đầu là tống năm 1966 tới giờ ha. Cô còn giữ kỹ cái này luôn ha. Đặc biệt ha. Đặc biệt nè, đặc biệt. Nhưng mà cô đặc biệt là cô không có biết đức thầy. Một ăn rồi. Ôi mấy cái trang này thì giống như trang cổ anh. Nè. Một ăn vậy ta. Ha, trang này giống trang cổ anh giống. Để nó nhiều lâu quá. Dạ. Mình ta giữ kỹ lại. Cái này mơ chiều vừa con ấy con đóng cái này lại cho mẹ. Xúc cái này. Ê, có những cái giấy ngã màu kỹ lắm đó. Với lại hôm hồi cái nhà Út nó không được gì đây đâu. Dột đồ này kia nọ rồi nó lem mà Út kể nè cỡ nào cũng lo ấy. Này chắc dột ấy hay gì sao thấy lem dữ. Vậy là kể từ cái ngày mà vị thầy đó mà tặng con những cái là kỷ niệm là Út cất là coi như là cái gì chứ cái này là không bỏ đó. Cô có còn gặp trở lại không? Đi tới đuôi là ba quận, lần trước hai mấy ngày, lần kế đâu hơn nửa tháng đó, lần kế ba ngày đi luôn, tới giờ luôn không thấy luôn. Tức luôn. Không thấy luôn. Cũng như là không thấy luôn, tới giờ không gặp luôn.